được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho phép Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ khai mạc Đại Giới đàn Chân Đức vào sáng ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại giới trường Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Quang Lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, Hòa Thượng Lý Sơn, Hòa Thượng Thích Huệ Trường, thành viên Hội đồng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ. Đại diện chính quyền đến tham dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ, ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ, cùng quý vị lãnh đạo chính quyền đoàn thể các cấp của thành phố Cần Thơ. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ khẳng định tâm nguyện và trách nhiệm của người kế giảng khai lai, tăng ni kiến lập giới đàn truyền trao giới pháp cho chư giới tử hôm nay là để báo đền ơn đức Tam Bảo và mong cho Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Nơi đây, trên mảnh đất Cần Thơ, Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo thành phố đã hân hạnh cung đón và lưu dấu bao bước chân của Chư Tôn Đức Tăng già và hàng vạn thiện tín bốn phương. Tại lễ khai mạc, Ban Kiến đàn đã báo cáo công tác tổ chức giới đàn. Trước thời gian tổ chức Đại Giới đàn từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 7 đến 9 tháng 2 năm Mậu Tuất, địa điểm tổ chức đoàn truyền giới tăng tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, đoàn truyền giới ni tại chùa Phước Long, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đại Giới đàn Chân Đức gồm có 332 vị tăng ni đủ điều kiện thọ giới. Đây là Đại Giới đàn mang tên Chân Đức, pháp hiệu của vị chân tu đầy phẩm hạnh, là bậc đạo sư mô phạm cho tăng ni và Phật tử kính ngưỡng quý trọng. Ngài đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển Phật pháp của thành phố Cần Thơ. Trước đó, các giới tử tập trung tại các giới trường và khai mạc nghi thức tuyển Phật trường do Chư Tôn Đức Tăng Ni giám khảo trực tiếp khảo hạch. Nội dung ôn tập cho giới tử thọ giới gồm có hai phần: thi trách nhiệm giáo lý, khảo hạch trực tiếp phần luật nghi và nghi thức các thời khóa tụng niệm. Các đàn giới được truyền thọ gồm tỳ kheo ni, thức xoa, sa di, sa di ni và bồ tát giới. Ban lời đạo từ, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi lời tán thán đến Chư Tôn Đức Tăng Ni của Phật giáo thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đại Giới đàn lần này là cơ hội cho các giới tử được thọ giới tại Cần Thơ. Hòa Thượng cũng khích lệ cho giới tử luôn giữ gìn giới đức, luôn luôn tinh tấn tu tập trên bước đường tu học sắp tới. Mong rằng các giới tử luôn được đắc giới lần này để xứng đáng là người con Phật. Hòa Thượng nêu cao tinh thần giới định tuệ đối với các giới tử trong từng sát na. Các giới tử đã thành tâm sám hối để thanh tịnh trước khi đăng đàn thọ giới là điều rất quý. Hòa Thượng Chủ tịch chúc ban lời tốt lành đến các giới tử đều được đắc giới và cầu nguyện Tam Bảo gia trì Đại Giới đàn Chân Đức. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm tràn đầy niềm hỷ lạc, trong tinh thần giới luật của Phật chế, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tiến hành khai đại giới đàn mang tôn hiệu Chân Đức để truyền trao giới pháp cho tất cả tăng ni thuộc diện thụ giới thuộc đơn vị Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ và một số tỉnh liên hệ có đầy đủ tiêu chuẩn đúng theo quy định của giáo hội và luật pháp nhà nước cho phép. Lễ khai mạc Đại Giới đàn Chân Đức được long trọng tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền,
để truyền trao giới pháp cho chư tăng, và tại chùa Long Phước, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ để truyền trao giới pháp cho tất cả giới tử ni. Đại lễ khai mạc hôm nay được sự chứng quan năm chứng minh của chư tôn đức trong ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn đức đại diện các ban trị sự tỉnh thành hà lân cận. Vào giờ phút này xin được thay mặt cho chư tôn đức trong ban thường trực và chư tôn đức ban chứng minh xin thành tâm kính chúc đại giới đàn chân đức được thành tựu viên mãn, và kính chúc toàn thể tăng ni giới tử thuộc đại giới đàn chân đức đăng đàn thọ giới đắc giới và giữ giới trang nghiêm thanh tịnh cho đến ngày mãn phần. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, như pháp trích lục Đức Phật đã dạy, kính lại giới hai sinh định huệ, chứng bồ đề khế hiệp chân như, ác duyên ba nghiệp tịnh trừ, tam thừa chứng quả vô dương niết bàn. Thật vậy, qua đó thấy rõ được tầm quan trọng của giới luật mà Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát và các vị thanh văn đã truyền thừa và thụ trì một cách tốt đẹp, và qua đó cũng thành tựu được ba nghiệp thanh tịnh, thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ, cũng như đoạn trừ ba nghiệp ác của thân, miệng và ý và các duyên ác sáu trần, cũng như chứng được tam thừa thánh quả, thinh văn dương giác Bồ Tát và Phật quả, thì nhất định phải thọ trì giới pháp. Nếu phi giới pháp, phi giới luật thì nhất định không có tất cả những thành quả mà Đức Phật đã đề cập trong pháp trích lục. Do đó cho nên từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, vấn đề giới luật là vấn đề căn bản của Phật giáo. Phật pháp được trường tồn chính là do giới luật và người thọ trì và giữ gìn giới luật một cách trang nghiêm thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì Phật, mục đích của Phật pháp là làm cho con người được an lạc, giải thoát và chứng quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Vì vậy, khi thọ trì giới luật và giới luật còn cũng chính là giúp cho con người được an lạc, được giải thoát và chứng được vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Do đó cho nên nói giới luật còn thì Phật pháp còn, nếu không thọ trì giới luật, không giữ luật thì Phật pháp coi như bị hoại diệt. Đó là lý do mà tất cả các hàng và đệ tử Phật từ xưa đến nay luôn luôn là thọ trì giới pháp, giữ gìn giới pháp và khai đàn truyền trao giới pháp cho tất cả tăng ni, những người phát tâm phát bồ đề tâm thủ giới. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tôn trọng, rất tôn trọng vấn đề giới luật và hình thành giới luật qua sự lãnh đạo của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như tại thành phố Cần Thơ, Ban Tăng sự Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ đã thực hiện công đức mà tất cả các vị tiền bối, tổ sư đã thực hiện và giao truyền lại cho Ban Tăng sự Trung ương cũng như thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện công việc truyền trao giới pháp cho tất cả tăng ni giới tử, để từ đấy để hình thành được ngôi Tam Bảo. Vì nếu không có ngôi Tam Bảo thì đương nhiên thế gian coi như không có thuyền bè, cũng như thế gian trong đêm đen không có ánh đèn. Vì vậy cổ đức nói đêm đen mờ mịt lâu dài, nương điền Tam Bảo soi đường chúng sinh, mênh mông bể khổ linh đinh, nương thiền Tam Bảo chúng sinh thoát nạn. Có như vậy, muốn có được ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì đương nhiên phải có giới đàn để truyền trao giới pháp cho chư tăng chư ni để hình thành ngôi Tam Bảo, một kiền ba chân Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, từ đấy mới thành tựu. Nếu kiền chỉ có hai chân Phật Bảo và Pháp Bảo thì không thể thành được cái kiền, cũng như không được gọi là Tam Bảo. Mà khi đã có ngôi Tam Bảo thì đương nhiên ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng mới thành tựu, ví như cái kiền có ba chân một cách vững chắc và đầy đủ,
Do đó cho nên vấn đề đăng đàn thọ giới, truyền trao giới pháp cho giới tử rất là quan trọng để hình thành ngôi Tam Bảo tại thế gian, để hình thành ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo tại thế gian. Đó là trách nhiệm cao cả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như Ban Tăng sự Trung ương và Ban Tăng sự các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là Ban Tăng sự Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện công việc truyền trao giới pháp cho tăng ni giới tử thuộc diện thọ giới trong thành phố, cũng một số tỉnh liên hệ có đầy đủ điều kiện theo quy định của Giáo hội và luật pháp nhà nước cho phép. Kính bạch chư tôn giáo phẩm trong hội đồng thập sư nhị bộ tăng già, vừa qua chư tôn đức đã vì lòng từ mẫn, vì tâm từ bi xót thương vô hạn đối với toàn thể tăng ni giới tử đại giới đàn chơn đức, với tâm hồn thanh tịnh với đức trang nghiêm cao quý của các vị sẽ là những giọt nước cam lồ để rưới vào trong tâm của tất cả các tăng ni giới tử. Vì trong thời gian qua, tăng ni giới tử đã sám hối thanh tịnh như một cái bình đã được lọc sạch, sẵn sàng tiếp nhận nước cam lồ, nước thanh tịnh, nước trong sạch từ nơi giới sư truyền trao cho tất cả giới tử. Như thế tâm tâm sẽ hiệp nhau, mà tâm tâm hiệp nhau như thế thì mới thành tựu được giới thể trên cơ sở tự tâm tự tánh của tất cả tăng ni giới tử đại giới đàn chân đức này. Kính thưa tất cả tăng ni giới tử đại giới đàn chân đức, như trong kinh Tạp Á Hàm Đức Phật nói, được thân người là khó, đầy đủ sáu căn là khó, gặp được hô Tam Bảo là khó, mà trợ trì giữ gìn giới đức trang nghiêm thanh tịnh lại càng khó hơn. Hôm nay tất cả các vị đã đầy đủ tất cả những phước duyên mà Đức Phật đã đề cập trong kinh Tạp Á Hàm, đó là được thân người đầy đủ sáu căn, tức là sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, lại gặp được ngôi Tam Bảo, gặp được ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và đặc biệt được Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, cũng như Ban tổ chức Đại giới đàn chân đức đứng ra tổ chức Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho tất cả các vị, mà tất cả các vị đã phát nguyện họ trì một cách trang nghiêm, giữ gìn thanh tịnh cho đến ngày mãn phần. Đó là một công đức vô cùng rất lớn mà Trung ương Giáo hội cũng như chư tôn đức trong Ban chứng minh mong rằng tất cả tăng ni giới tử đại giới đàn chân đức này khi đăng đàn thọ giới chắc chắn sẽ đắc giới. Đắc giới rồi phải giữ giới thật trang nghiêm, thanh tịnh cho đến ngày mãn phần. Hãy giữ gìn giới pháp như là giữ gìn trồng con ngươi hay là trồng con mắt của mình vậy. Vì có mắt sáng thì mới thấy đường đi, mà thấy đường đi thì mới không xa hầm sụp hố và không lầm đường lạc lối, và nhất định sẽ đến đích cuối cùng, đó là giải thoát và thành Phật. Vì vậy cho nên cố gắng giữ gìn giới pháp cho được trang nghiêm thanh tịnh như là giữ gìn trồng con mắt của mình vậy. Có đầy đủ giới pháp thì mới phát sinh giới định tuệ, và thành tựu được huệ rồi thì trên cơ sở trí huệ đó mới soi sáng cho tư duy, soi sáng cho hành động và soi sáng cho lộ trình giác ngộ của các vị. Vì soi sáng tư duy cho nên có sự suy nghĩ đúng, tức là chánh tư duy, mà đã có suy nghĩ đúng rồi thì sẽ thấy đúng, mà thấy đúng rồi thì mới hành động đúng. Thì hành động đúng đó là trên cơ sở lý nhân quả, thấy rõ được đây là điều ác, tránh gọi là tránh ác, đây là điều thiện, nỗ lực thực hiện gọi là làm lành. Tránh ác làm lành, tránh ác thành tựu đoạn đức tương ương với Niết Bàn, làm lành thuộc về trí đức tương ương với Bồ Đề. Như vậy thì các vị thành tựu được Bồ Đề và thành tựu được Niết Bàn trên cơ sở giữ gìn giới pháp trang nghiêm thanh tịnh, và thành tựu được giới định và tuệ đồng thời, tức là một cách đầy đủ trong từng tâm niệm, từng sát na một. Mà giới đức ấy chính là vô tham, định đức ấy tức là tâm đức ấy, tức là vô sân, rất là định, và đó vô si tức là huệ. Như thế thì vô tham, vô sân và vô si cũng ngay nơi đấy mà thành tựu được. Thành tựu được vô tham, vô sân, vô si tức là thành tựu được ba thiện căn sẵn có trong tự tâm tự tính của mỗi người, thành tựu được giới đức, định đức và tuệ đức, tức là giới định tuệ đồng thời cũng ngay nơi tự tâm tự tính của mỗi người. Mỗi giới tử thực hành trong từng giờ, từng phút, từng giây, sống theo, sống đúng và sống hợp với
chân lý, sống theo sống đúng với giới luật mà mình đã lãnh thọ. Như thế thì sự lợi ích sẽ được an lạc, sẽ được lợi ích, sẽ được có được sự lợi ích, có được sự an lạc, có được kết quả bồ đề trong tương lai. Vì vậy cho nên Đại Giới Đàn được gọi là trường tuyển chọn người làm Phật. Tất cả giới tử đây là những sinh viên đã đậu vào năm thứ nhất của trường Đại học Chân Đức rồi. Như thế năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư vân vân thì cố gắng giữ gìn và thọ trì. Cũng như học sinh viên vậy, phải học từng phần, từng tín chỉ, phải đậu từng học phần, từng tín chỉ như thế thì mới được lên lớp. Và 4 năm như vậy thì mới được tốt nghiệp cử nhân và cứ như thế mà tiến lên cho đến tiến sĩ vân vân. Thì trong Phật Pháp cũng thế, từng giới phần, từng giới điều mà Đức Phật đã chế, năm thiên, bảy tụ và các cái giới điều chi tiết vân vân, phải giữ gìn một cách trang nghiêm, thanh tịnh từng phần, từng giới một, năm này sang năm khác, năm nọ sang năm kia, đời này sang đời khác, cho đến khi giác ngộ giải thoát và thành tựu Phật quả. Cho nên được gọi là trường tuyển chọn người làm Phật. Quý vị đã đậu vào đại học rồi thì vấn đề thời gian còn lại là các vị phải nỗ lực thọ trì giới pháp, cũng như sinh viên ở ngoài vậy, phải nỗ lực học tập mỗi năm đều đầy đủ tín chỉ, không rơi rớt, không thiếu sót, không thiếu nợ một tín chỉ nào, một học phần nào của trường đại học đó. Với tinh thần và trách nhiệm của Ban trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ, một lần nữa Trung ương Giáo hội xin tán thán công đức của chư tôn đức trong Ban trị sự và Ban tổ chức Đại Giới Đàn Chân Đức đã đứng ra làm một công việc vô cùng ý nghĩa to tát, và đây cũng là trách nhiệm mà tất cả những người đệ tử xuất gia tu học Phật cần phải thực hiện, nói gần hơn là thực hiện theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chương trình hoạt động Phật sự của Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ. Cuối cùng, thay mặt Trung ương Giáo hội và chư tôn đức trong Ban chứng minh, xin kính chúc Đại Giới Đàn Chân Đức được thành tựu viên mãn. Kính chúc toàn thể tăng ni giới tử thuộc Đại Giới Đàn Chân Đức đăng đàn thọ giới, đắc giới và giữ giới trang nghiêm, thanh tịnh cho đến trọn đời, để có một người có phẩm hạnh, có đạo đức trên cơ sở an lạc, giải thoát và tự thân, và từ đấy lan tỏa hương giới, hương định, hương tuệ đến mọi người chung quanh và cho đến xã hội, làm tốt đạo đẹp đời. Với tinh thần và trách nhiệm đó, Trung ương Giáo hội hoàn toàn ký thác và mong mỏi vào tất cả tăng ni giới tử hôm nay. Cuối cùng, xin thay mặt Trung ương Giáo hội cũng xin chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng lãnh đạo thành phố Cần Thơ và địa phương trong thời gian qua đã giúp cho Ban trị sự hoàn thành các công tác Phật sự, đặc biệt là tổ chức thành công Đại Giới Đàn Chân Đức sáng hôm nay. Thay mặt Trung ương hội xin chân thành cảm ơn quý vị. Cuối cùng, xin chúc toàn thể đạo tràng được an lạc trong chánh pháp và thành tựu công đức của Đại Giới Đàn Chân Đức. Kính chúc Đại Giới Đàn Chân Đức thành tựu viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.